Về nhà Bắc gần đây có rất nhiều hoạt động nổi bật, từ thảm đỏ Vogue đến chiến thắng cuộc đua GT3 cho đến việc được đề cử giải Kim Kê cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thành công của thương hiệu Vinh Bắc đã lan rộng nhiều nơi. Đại sứ thương hiệu Audi ăn kiệt hội Vinh Bắc chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện phía Audi tại buổi giới thiệu sản phẩm mới Audi A3L ở Thanh Đảo. Vinh Bắc đã chia sẻ trải nghiệm của mình về tính năng mới của chiếc xe Audi trên đường đua cao tốc. Anh ấy đã cho biết, thực ra tôi đã chạy với vận tốc cực kỳ cao trên đường đua cao tốc. Tôi cảm thấy phi thường an toàn, tính ổn định cũng cực cao. Tôi cảm thấy rằng ngoại hình mới của chiếc Audi này rất đẹp và thoải mái. Tôi cảm thấy tính chất đặc biệt nhất của chiếc Audi này chính là sự trầm lắng của thời gian. Sản phẩm mới Audi lần này mang năng lượng màu tím đến từ phương đông chói mắt. Vinh Bắc đã liên kết với Audi từ năm 2017. Trong 6 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục ngày càng sâu sắc và mỗi lần làm việc cùng nhau, họ đều chứng kiến sự trưởng thành và biến đổi của nhau. Và mới đây, năm thứ 6 hợp tác giữa Vinh Bắc và Audi đã một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Định quang đã được ra mắt đồng thời ở nhiều nơi. Nó không chỉ thể hiện phong cách sang trọng của thương hiệu, mà nó còn đẩy hình ảnh điển trai của Vinh Bắc lên một tầm cao mới. Nếu mọi khung hình đều chạm khắc cẩn thận, đẹp mắt, hoàn hảo như một bức tranh, thì lần này Audi đã chọn đồng thời ra mắt các lãnh thổ mới tại các thành phố hạng nhất trong nước như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và Thành Đô. Đây không chỉ là sự ghi nhận tầm ảnh hưởng của Vinh Bắc, mà còn là sự thăng hoa hơn nữa về chiều sâu hợp tác giữa hai bên. Anh ấy đã mặc vest lịch sự đứng cạnh mẫu xe hơi mới nhất của Audi. Với ánh mắt kiên định sâu thẳm như đang đối thoại thầm lặng với chiếc xe, truyền tải niềm khao khát vô hạn về tốc độ và niềm đam mê. Việc sử dụng màu tím không chỉ tượng trưng cho sự may mắn, năng lượng tím đến từ phương đông, mà nó còn trùng hợp với vận may sự nghiệp gần đây của Vinh Bắc. Dù là ánh hào quang trên sân khấu, tốc độ nhanh như chớp trên sân thi đấu hay màn trình diễn có hồn trước màn ảnh, anh ấy luôn có thể xuất hiện trước mắt khán giả trong trạng thái tốt nhất, đã khiến cho mọi người cảm thấy được tình yêu và sự cống hiến của anh ấy cho sự nghiệp. Vinh Bắc kết hợp cùng với phong cách thời trang, kỹ năng diễn xuất, tốc độ và niềm đam mê. Tài năng của anh ấy không chỉ giới hạn ở lĩnh vực thời trang điện ảnh truyền hình, mà tay đua số 85 yêu thích đua xe, dám thử thách bản thân. Trên đường đua, anh ấy đã thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác so với trên sân khấu. Anh ấy lái xe và lao lên trên đường đua, mỗi cú tăng tốc, mỗi khúc cua đều đầy tốc độ và đam mê. Trong lĩnh vực đua xe đầy thử thách, Vinh Bắc đang viết nên huyền thoại của riêng mình. Cuộc sống nhiều mặt của Vinh Bắc chắc chắn là một hành trình tuyệt vời. Anh ấy tỏa sáng trên đấu trường thời trang, tỏa sáng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đổ mồ hôi trên đường đua và dũng cảm tiến về phía trước trên con đường phiêu lưu. Mọi nỗ lực của anh ấy đều tràn đầy dũng cảm và quyết tâm, và mọi thành công của anh ấy đạt được đều đầy cảm hứng. Vinh Bắc đã dùng hành động thực tế của mình để giải thích thế nào là người toàn diện thực sự, và đồng thời cũng cho chúng ta thấy hình ảnh một chàng trai trẻ không ngừng theo đuổi ước mơ và có dũng khí thử thách bản thân.